Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Và trong video này em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe Trek DS 8.4. Trek là một thương hiệu xe rất là nổi tiếng của Mỹ. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì làm từ nhôm. Lớp sơn xe là nguyên bản. Tổng thể của chiếc xe nhìn thì rất là đẹp, rất là ít vết xước. Thì là xe bãi mà xước cũng không thể tránh khỏi. Xe được trang bị bộ tay bấm Acera, phanh dầu Techo, trang bị cặp vành Bontrager lốp 700. Đĩa Acera, đề Alivio, bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe này cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 59 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ 1m60 đến khoảng trên 1m7 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Xe được trang bị 9 tầng lip, 3 tầng đĩa, số 2701. Chuyển động rất là mượt mà. May ơ bi vòng, may ơ đó rất là đẹp. Vâng, và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 10.900.000. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông để có được những thông báo những chiếc xe mới nhất của em bên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.